Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học sang bài số 3, chương số 3 trong giáo trình Shin kanzen master từ vựng N2. Nếu như ở các chương 1, chương 2 chúng ta học các từ vựng có nhiều nghĩa hoặc là các từ đồng nghĩa thì hôm nay chúng ta sẽ học về phần katachi ga niteru kotoba, những cái từ mà có hình thức tương tự nhau, tức là trông nó khá là giống nhau, nó na ná nhau. Bây giờ chúng ta đi vào phần bài học nhé. Đầu tiên, wago. Wago là chữ hòa và chữ ngữ, có nghĩa là những cái từ thuần Nhật. Thì thông thường những cái từ này sẽ gì nhỉ? Sẽ là được đọc theo kiểu âm kunyomi. Bây giờ chúng ta đi vào phần đầu tiên, từ số 1 đó là từ Akideru. Akideru thường nó được viết dưới dạng hiragana, ít khi được viết dưới dạng kanji nhá. Nhưng có chữ kanji là chữ này. Chữ này là chữ mỗ. Đấy, chữ mỗ trong từ kiểu như là mỗ tôi ấy, đúng nhỉ? Có nghĩa là kiểu xưng tôi ở trong gì nhỉ? Ở trong phim Trung Quốc ngày xưa ấy, chúng ta hay thấy người ta cứ xưng là mỗ ấy, đấy. Từ Akideru này nó mang nghĩa là cạn lời, đúng nhỉ? Ngạc nhiên, nhưng mà thông thường là theo cái cách tiêu cực. Đấy, kiểu như là chúng ta nghe thấy một cái điều gì đó và chúng ta cảm thấy không biết nói gì nữa, chúng ta ngạc nhiên. Nó khá là khác cái từ gakkari, đúng nhỉ? Xin lỗi, không phải gakkari mà là từ bikuri với lại từ odoroku. Đấy, hai cái từ đấy thì nó mang nghĩa là sửng sốt, bất ngờ. Thế nhưng cái đây là theo cái nghĩa là mình không biết nói gì nữa, đúng nhỉ? Mình cảm thấy hơi sốc một chút đấy, đó. Ví dụ này, câu đầu tiên nhá. Cái từ này không phải là cái này, chữ đằng sau nó bị sai, đúng nhỉ? Đây là kanojo. Kanojo no seiseki no hidosa ni wa akirete shimatta, có nghĩa là tôi gì nhỉ? Tôi cạn lời với thành tích khủng khiếp của cô ấy. Đấy, cái thành tích kinh khủng của cô ấy, đúng nhỉ? Môn nào cũng toàn A thì toàn có 9,5 với lại 9, 10, làm cho mình làm sao đấy không biết nói gì nữa, đúng không? Vô cùng ngạc nhiên. Museki ninsa, đúng nhỉ? Đấy. Hatsugen và Yujin là ngạc nhiên với sự vô trách nhiệm, cạn lời, hạn hán lời với sự vô trách nhiệm này, hạn hán lời với cái phát ngôn đấy và cạn lời với đứa bạn đấy nhá. Nó có thể dịch là cạn lời, hạn hán lời hoặc là ngạc nhiên. Từ số 2 đấy là từ Akiru. Tại sao người ta lại bảo là từ hình thức tương tự nhau? Ở trên là gì đấy? Akideru, đây là Akiru. Akiru chữ Hán là chữ bão, trong từ bão hòa, có nghĩa là chán, ngán. Mainichi kare bakari de akite shimata, có nghĩa là ngày nào cũng kari nên là phát chán. Đi những từ như là benkyo, chán học này, shigoto, chán làm, nagai hanashi là chán ngán, ngán ngẩm cái câu chuyện dài dòng. Đi với trợ từ ni các bạn nhé. Minh họa đây, benkyo ni akite shimata, đúng nhỉ? Chán học rồi. Tiếp theo từ số 3 đấy là từ Akirameru. Akirameru, đây là kanji của nó. Kare wa byoki no tame ni daigaku juken o akirameta. Anh ấy, đúng không? Anh ấy vì bị bệnh mà đã gì nhỉ? Đã từ bỏ cái việc dự thi đại học. Thì thông thường nó sẽ đi với những từ như là shingaku, bỏ gì đấy nhỉ? Bỏ cái việc học lên này, yume bỏ, từ bỏ ước mơ, kekkon từ bỏ việc kết hôn, kibo từ bỏ hy vọng. Đấy, nó hay đi với những từ như vậy. Còn ví dụ mấy cái như là bỏ gì nhỉ? Bỏ thuốc thì các bạn phải dùng từ gì đấy? Yameru, nghỉ việc ở công ty ấy cũng dùng yameru nhá. Ví dụ hình ảnh minh họa đây, đúng nhỉ? Tóm lại là gì nhỉ? Saigo made, đúng nhỉ? Yumeo kibo akirame nai de kudasai, đừng có mà từ bỏ hy vọng, từ bỏ giấc mơ đến phút cuối, đúng không nhỉ? Chỉ còn một chút nữa là đạt được thành quả rồi. Số 4 đấy là từ Akogareru. Akogareru chữ kanji đây nhá. Kanojo wa zutto nihon no seikatsu ni akogarete ita, có nghĩa là cô ấy từng suốt ngày khao khát cuộc sống ở Nhật. Thì cái từ Akogareru này nó mang sắc thái là mình nhìn thấy một cái gì đó và mình cảm thấy là rất là ngưỡng mộ, khâm phục, khao khát được đến đấy hoặc là được trở thành người như vậy, đúng không? Ví dụ như đây, em bé này thấy bạn này, đúng nhỉ, trông rất là kawaii và em ấy rất là ao ước, ngưỡng mộ được trở thành như bạn ấy, thì sẽ sử dụng cái động từ Akogareru trong trường hợp như vậy. Nó sẽ đi cùng với những từ như là star, star là ngôi sao này, kekkon, đúng nhỉ, khao khát kết hôn, hataraki, hataraku sugata ni là kiểu như là khâm phục, ngưỡng mộ cái phong thái làm việc. Tiếp theo chúng ta sang một số cái tính từ mà nó có cái hình thức gần giống nhau. Đầu tiên đấy là từ kimagure. Kimagure chữ Hán là chữ khí và chữ lạc, nó mang nghĩa là dễ dàng, vô tư. Kimagure ni sono shigoto hiki uketa ga taihen datta. Đúng nhỉ? Hơi vô tư, hơi dễ dàng, hơi vội vàng khi nhận cái việc đấy, nhưng khi làm thì thấy rất là mệt. Ví dụ như là đi xin việc đấy, đúng không? Bảo là ôi việc này nhẹ lắm em ạ, chỉ việc bưng bê thôi, đúng nhỉ? Chỉ việc bưng nước thôi. Nghe thấy rất là nhàn hạ ấy, và nhận luôn, đúng không? Không suy nghĩ nhiều, ngay tắp lự. Ai ngờ đến khi nhận thì lại là không phải là bê một cốc mà là bê như thế này, đúng không? Đấy. Thì cái kigaru nó thể hiện cái sự gọi là dễ dàng, không có suy nghĩ nhiều nhá. Nó đi với những từ như là funiki, bầu không khí này, mise và kimochi, cảm xúc dễ dàng khi làm gì đó này. Cửa hàng tạo cái cảm giác thoải mái, bầu không khí cũng tương tự. Tiếp theo, từ kiraku. Kiraku là chữ khí và chữ lạc, nó mang nghĩa là thoải mái, sung sướng. Testo no mae ni nomikai, xin lỗi, nomi ni ku nante kiraku da ne, là cái kiểu, cái thể loại mà trước thi rồi còn đi uống ấy, đi nhậu ấy, thì kiểu thấy sung sướng, thoải mái nhờ, đúng không nhỉ? Nó đi với những thứ là từ seikatsu, cuộc sống này, mibun, bản thân, thân phận, mainichi là hàng ngày. Đây mọi người nhìn thấy đây trông rất là thoải mái, vui vẻ, đúng không? Vậy thì sẽ có nhiều người thắc mắc hai cái từ đấy là từ kigaru và từ kiraku. Chúng ta sẽ so sánh một chút hai cái từ này nhé. Sự khác nhau chủ yếu đến từ cấu thành của từng từ. Thì các bạn thấy rằng hai chữ này nó đều bắt đầu bằng chữ khí, đúng nhỉ? Thế nhưng mà hai chữ đằng sau nó khác nhau. Đầu tiên ấy, cái chữ kigaru ấy, đúng nhỉ? Chữ này là chữ khinh, có nghĩa là nhẹ. Do vậy cái từ kigaru nó dùng với việc khi làm gì đó mà mình không chịu chướng ngại hay là áp lực, mà làm một cách dễ dàng, không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về nó khi mà mình làm nhé. Đấy, cái từ kigaru dùng với việc khi làm gì đó mình không chịu chướng ngại hay là áp lực gì cả, mình làm một cách rất là dễ dàng, không mất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Còn cái chữ daku nghĩa là vui, đúng là trong từ tanomoshi, hoặc là đơn giản trong từ dakuna ấy. Do vậy cái từ kiraku này nó dùng với ý là làm gì đó cảm thấy nhàn hạ, đơn giản hoặc vui vẻ. Thông thường nó có thêm cái tính chất là đồng hành cùng niềm vui. Vậy thì chúng ta thử xem hai ví dụ sau này. Câu đầu tiên, kigaru ni henji o shite shimata no ga shippai no hajime datta. Đúng nhỉ? Cái việc mà trả lời, phản hồi một cách quá dễ dàng ấy thì là cái khởi nguồn của cái gì đấy, của sai lầm, của thất bại, đúng không? Thì ở đây cái việc phản hồi này thì không thể là phản hồi một cách nhàn hạ, đơn giản, vui vẻ, thoải mái được, mà ý người ta phải là người ta hỏi, đúng không nhỉ? Người ta hỏi mình, người ta đề cập đến vấn đề cho mình ấy, và mình phản hồi lại một cách rất là nhanh chóng, đơn giản là tôi sẽ làm. Đấy, cái sắc thái là như vậy, không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Thì trong trường hợp đấy chúng ta phải dùng là kigaru ni, chứ không được dùng kiraku ni nhá. Tiếp theo này, kiraku ni jinsei o ikiru tame ni jibun no sukina koto o shite kudasai. Để sống một cuộc sống thoải mái thì sao đấy? Thì hãy làm những cái việc mình thích, đúng nhỉ? Đấy, thì trong trường hợp này là sống một cuộc sống thì nó phải mang tính chất là vui vẻ, thoải mái nhiều hơn, là không phải là cái mà làm gì đó một cách nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian hay là dễ dàng. Do vậy hợp lý sẽ dùng từ kiraku chứ không dùng từ kigaru. Đó, các bạn lưu ý cái điểm này khi mà sử dụng hai cái từ này nhé. Tất nhiên là đi thi sẽ không phải phân biệt hai cái từ mang nghĩa rất là giống nhau này đâu. Nhiều trường hợp thay thế được cho nhau đấy. Bởi vì nó có thể là cùng là làm việc, đúng nhỉ? Đấy, cùng là làm việc thì nó có thể dùng một trong hai cái nghĩa này đều được. Tiếp theo, từ số 7, kimagure. Kimagure tính từ đuôi na, có nghĩa là thất thường, dễ thay đổi. Ví dụ, Tanaka-san no kimagure ni tsugi ai kirenai, không thể tiếp tục hẹn hò với lại gì đấy, với cái tính khí thất thường của Tanaka, đúng nhỉ? Hôm nọ hôm kia, đi với những từ như là seikatsu, kodo, tenki, cuộc sống này, hành động này, thời tiết. Ví dụ mẹ, đúng không? Lúc thì mời các con trai ngoan đến ăn bánh, đúng không nhỉ? Lúc thì nổi cơn, đúng không nhỉ? Đấy, kimagure là thất thường nhá, dễ thay đổi, lúc nọ lúc kia. Tiếp theo các bạn có từ kimazui. Kimazui nó là nặng nề, khó xử, không biết phải nói gì. Kaiwa ga tsuzukazu kimazui fungiki ni natta, buổi hội thoại không tiếp tục, đúng nhỉ? Khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề đấy, không ai nó biết nói gì với ai như thế nào. Tình huống là như vậy. Đi với những từ như là từ funiki, bầu không khí này, kuki, không khí, và kanke. Tiếp theo, chúng ta có từ đầu tiên, Yakamashi. Yakamashi mang nghĩa là ồn ào, ầm ĩ. Nó giống như những từ như là urusai hay là từ gì nhỉ? Urusai này, Yakamashi và một từ nữa, Sawagashi. Koji no oto ga Yakamashi hanashi ga dekinakata. Âm thanh công trường ồn ào, ầm ĩ nên không thể nói chuyện được. Ví dụ minh họa đây nhá, khoan như này rất là ầm, rất là ồn, đúng không nhỉ? Nakigoe, tiếng kêu. Onna, người phụ nữ lắm điều, đúng không? Suốt ngày nói. Yoron là dư luận. Tiếp theo, Atsukamashi. Atsukamashi chúng ta được học ở trong những bài trước rồi, nó có nghĩa là mặt dày, trơ trẽn, đúng không nhỉ? Làm cái gì đó mà những cái việc mà không được tốt cho lắm đối với người khác, thế nhưng mà cả người đấy vẫn cứ làm. Mata okane o kari ni kuru to wa atsukamashi, lại đến mượn tiền nữa, đúng thật là mặt dày, đúng không nhỉ? Lần trước đến mượn chưa trả, thế mà bây giờ lại đến nữa. Đi với những từ như là từ thái độ này, yokyu, yêu cầu, đúng không nhỉ? Yatsu, thẳng nhá, cái thằng. Tiếp theo chúng ta có từ Awatadashi. Awatadashi nó sẽ gần giống cái từ Isogashi, thế nhưng mà nó mang tính chất là bận rộn hơn rất là nhiều. Hijoni, Isogashi ấy. Chữ Hán này là chữ hoảng, đúng nhỉ? Kyo wa okyaku ga ooku awatadashi ichinichi datta. Không phải chitachi, chitachi là mùng 1 nhá. Nó là ichinichi, cách đọc nó hơi bị sai một chút. Hôm nay nhiều khách nên đã có một ngày vô cùng bận rộn, cực kỳ bận rộn. Đi với những từ như từ sekatsu, cuộc sống bận rộn này, nite, lịch trình này, shokuji, bữa ăn vội vàng, đúng nhỉ? Bữa ăn không ăn ngon miệng nữa, ăn phải gọi là ăn nhanh, ăn chóng để còn làm việc. Đây ví dụ hình ảnh minh họa của Awatadashi đây. Dậy lúc bao nhiêu? Gojihan, đúng nhỉ? Kisho, dậy lúc 5:30 này. Bento zukuri kara hajimari, bắt đầu từ cái làm cơm hộp này, đúng nhỉ? Choshoku no yoito sentaku, giặt rũ và chuẩn bị đồ ăn cho con này. Đấy, rất là bận. Từ tiếp theo, từ cuối cùng ở trong, không phải từ cuối cùng, còn nữa. Từ tiếp theo đấy là từ takumashi. Takumashi, đây là viết thêm kanji cho các bạn biết thôi chứ còn nhiều khi người ta cũng không dùng kanji đấy đâu. Takumashi mang nghĩa là cường tráng, vạm vỡ. Karewa takumashi karada o shiteita. Anh ấy từng có một cái cơ thể rất là vạm vỡ. Đây đúng nhỉ, ví dụ đội trưởng Mỹ của chúng ta có cơ thể rất là vạm vỡ, đúng không? Đi với lại những từ như là wakamono, người trẻ này. Đấy, senaka là tấm lưng này, đúng nhỉ? Rồi sugata, dáng vóc nhá, nó dùng để chỉ cái thông thường là chỉ cái dáng vóc của con người. Tiếp theo 13, tanomoshi. Từ tanomoshi này nó ghép bởi nó dùng cái chữ lại, đúng nhỉ, trong từ shinrai ấy. Đấy. Tanomoshi có nghĩa là đáng tin cậy. Kare ga shiai ni detekureru to tanomoshi kagiri da. Anh ấy mà gì nhỉ? Anh ấy mà ra trận ấy, anh ấy mà xuất hiện trong trận đấu ấy thì cực kỳ vô cùng là đáng tin cậy, đúng không? Kagirida đây là ngữ pháp mà cực kỳ vô cùng là, các bạn theo của N1 nhá. Đấy. Đi với những từ như là senpai, tiền bối này, mikata, đồng đội này, sonzai, sự tồn tại hoặc là thực thể. Thông thường nó dùng cho người, đúng nhỉ, hay dùng cho người. Nó mang nghĩa là cái người đấy có một cái năng lực gì đó và khiến cho mình có thể an tâm. Tiếp theo, chúng ta sang một số cái từ na ná nhau khác thuộc họ phó từ. Đầu tiên, imasara. Imasara ý nghĩa là đến giờ phút này. Cách sử dụng, dùng khi muốn thêm vào câu cảm giác trách móc, cho rằng tại thời điểm này mọi thứ đã muộn màng. Đằng sau thường là các cụm từ mang tính hơi tiêu cực như là osoi, muộn này, imiganai, không ý nghĩa gì, komaru gaigo hay là muri không thể từ đồng nghĩa với nó là imani nate chẳng hạn nhé. Imasara kaigi ni shuuseki dekinai to iwarete mo komaru. Đến giờ này dù nói là không thể tham dự cuộc họp ấy thì gay to đúng không nhỉ? Cảm thấy lúc này nói không thể nói thì nói từ trước đi, chả nói đến tận bây giờ mới nói đúng không nhỉ? Khiến mình rất là khó xử, rất là mình tưởng là ok rồi, thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà không. Đấy. Đến giờ phút này nói rồi thì muộn rồi đúng không nhỉ? Gây khó khăn khó xử cho mọi người. Tiếp theo từ số 15 đấy là từ Imanimo. Từ Imanimo, từ này học ở N4 rồi, nó mang nghĩa là sắp đến nơi rồi. Nó miêu tả trạng thái của sự vật hiện tượng với ý sắp xảy ra, chắc chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi, và thường nó sẽ đi kèm với soda. Soda đây không phải là soda nghe nói mà là soda có vẻ nhé, được chưa? Soda nghe nói ấy, nó đi với futsuke đằng trước, thông thường nó mang nghĩa là gì nhỉ? Nghe nói, và đằng trước nó thường là nioruto. Các bạn lưu ý phân biệt hai cái sự khác nhau đấy. Ví dụ này, sonoki wa kaze de imanimo taore so datta. Cái cây đấy ấy, đúng không? À, nó sắp đổ đến nơi vì gió rồi. Ngoài cái từ sắp đổ đến nơi còn nhiều từ khác, ví dụ như là imanimo furi soda, sắp rơi đến nơi này, mưa tuyết chẳng hạn này, hay là gì đấy nhỉ? Sắp nở đến nơi đúng không? Sakura ga imanimo saki soda, hay là lửa sắp tắt đến nơi rồi, hi ga imanimo kie soda đó. Tiếp theo từ số 16 Imaya. Imaya nó mang nghĩa là bây giờ, hiện tại, giờ đây. Cách sử dụng khi nói đến một sự việc, hiện tượng khi đặt trong mối quan hệ so sánh giữa trước đây và bây giờ để làm rõ sự khác nhau hay là bất ngờ. Chẳng hạn này, Futsu no daigaku sei datta kare mo imaya yume sakada. Anh ta ấy, trước đây chỉ là một sinh viên bình thường, đúng nhỉ? Chỉ là một sinh viên bình thường thôi. Thế nhưng mà bây giờ là một gì đấy, là một cái nhà văn nổi tiếng. Thì cái từ imaya này ấy, nó luôn luôn để trong một cái tình huống, trong một cái ngữ cảnh mà đối lập giữa quá khứ và hiện tại nhé. Đấy, nó phải có quá khứ là gì, bây giờ là gì thì mới dùng imaya. Còn không thì chúng ta phải dùng những cái dạng khác, đúng nhỉ? Tiếp theo từ số 17 Imadani. Imadani nếu mà viết nó không phải là chữ kim. Các bạn thấy mấy cái chữ này đều là chữ kim hết. Thế nhưng chữ này nó là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ vị đúng nhỉ? Imadani là vẫn. Trước đây mình được học từ mada là vẫn đúng không? Thì ở trong N2 sẽ là từ imadani. Sử dụng để nói về một hành động trạng thái giống trước đây, không có sự biến đổi. Ví dụ Otona ni natte mo imadani manga o yondeiru. Dù đã trở thành người lớn nhưng cho đến giờ đúng nhỉ? Nhưng đến giờ vẫn làm sao đây? Vẫn đọc truyện tranh nhé, không thay đổi. Và bổ sung thêm một từ đấy là từ imani. Từ imani nó mang nghĩa là chẳng mấy chốc, rồi sẽ sớm, biểu thị sự suy đoán với một sự việc sẽ sớm xảy ra trong tương lai và thông thường là cái điều không được tốt lắm, đúng nhỉ? Sona unte no shikata de wa imani jiko okosu yo. Với cái cách lái xe như thế thì sẽ sớm thì rồi cũng sẽ gây ra tai nạn thôi, thì từ đồng nghĩa với nó là từ sono uchi hoặc là từ izure nhé. Đó là một số cái từ na ná nhau thuộc họ ima. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một số từ na ná nhau thuộc họ chữ hà, đúng nhỉ? Nan hoặc là nani. Từ số 18 đấy là Nandaka. Nandaka có nghĩa là chẳng hiểu sao. Cách sử dụng này, nó mang nghĩa là có thể có một cái lý do nào đó, tuy nhiên lý do đấy không phải mang tính logic, đúng nhỉ? Không rõ ràng nên người nói không hiểu hoặc không nhận ra lý do mà chỉ cảm thấy như vậy. Không dùng trong trường hợp hành vi có tính ý chí ở vế sau. Ví dụ Mado Akideru no ni Nandaka heya ga atsui ne. Đúng nhỉ? Mặc dù đã mở cửa sổ ấy mà chẳng hiểu sao phòng vẫn hơi nóng. Đấy. Tiếp theo Nantoka. Nantoka có nghĩa là bằng cách nào đó, bằng mọi giá. Sử dụng biểu thị quyết tâm hoặc là kỳ vọng làm một điều gì, dù phải tận dụng mọi cơ hội, thử mọi phương pháp. Ví dụ Nantoka kotoshi juu ni, đúng nhỉ? Shuushoku saki o mitsuketai, bằng mọi giá ấy, đúng nhỉ? Thì muốn tìm thấy cái nơi làm, chỗ làm việc ở trong năm nay. Số 20 Nantonaku. Nantonaku có nghĩa là chẳng hiểu sao. Cách sử dụng thì nó khá giống với Nandaka ở phía trên, có thể thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp. Điểm khác biệt như sau nhé. Nandaka nó nhấn mạnh việc không hiểu lý do. Đấy, tức là gì nhỉ? tức là có lý do nhưng mà mình yoku wakara này mình không có hiểu. Còn cái Nantonaku nhấn mạnh việc không có lý do, ryu ga nai, đúng nhỉ? Wake ga nai. Tiếp theo, hành vi mang tính ý chí thì mình có thể dùng được Nantonaku đằng sau, đúng không? Ví dụ Nantonaku takarakuji o katara atata, chẳng hiểu sao mua xổ số rồi lại trúng, đúng không? Thì cái việc takarakuji o kau, mua xổ số là một hành vi mang tính ý chí nên có thể đi kèm với Nantonaku, không thể đi với Nandaka được. Nantonaku kono mise no aji ga suki nandana, không hiểu sao tôi lại thích vị của quán ăn này. Đấy. Tiếp theo từ số 21, Nantomonai. Nantomonai nó mang nghĩa là một chút nào, đúng nhỉ? Và đi với dạng thể nai nó thành không một chút nào. Ví dụ cách sử dụng này nó đi với câu phủ định nhá, không phải sử dụng động từ bất kỳ mà thường là các động từ diễn tả suy nghĩ phát ngôn và thường đi kèm với gì nhỉ? Với tô, như là gì đấy, các động từ như là động từ iu, omo, kangaeru. Ví dụ kare no koto nanka nantomo omottei nai. Nanka là coi thường, đúng không nhỉ? À, những cái kiểu những cái việc về anh ta thì tôi không nhớ một chút nào hết. Từ cuối cùng của chúng ta đấy là từ nanishiro. Nanishiro có nghĩa là dù sao đi nữa, dù gì thì. Cách sử dụng này nó nhấn mạnh rằng dù có lý do gì đi chăng nữa ấy, thì dù xảy ra sự việc gì đi chăng nữa, điều phía sau vẫn là sự thật. Hay đi kèm với cấu trúc diễn tả nguyên nhân kết quả như là kara no de. Ví dụ kotoshi no nasu wa nanishiro atsui kara karada ni kiotsukete. Hè năm nay vì dù sao đi nữa thì nó vẫn rất là nóng, cho nên là hãy chú ý đến cơ thể, chú ý đến sức khỏe nhé. Đó là cái bài đầu tiên, bài phần 1 của chúng ta nhé. Thì phần 2 chúng ta sẽ học về các kango, các cái gì nhỉ? Các cái từ vựng mà có cái gì nhỉ? Có cái hình thức giống nhau dưới dạng là từ gốc Hán. Thì cái này thậm chí là nó không chỉ là hình thức giống nhau mà ý nghĩa nó cũng rất là nàn nhau và tương đối là khó, đúng nhỉ? Thì buổi bài hôm sau chúng ta sẽ học nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúc các bạn học tốt. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học phần 2 của bài số 3 giáo trình Shin kanzen master từ vựng N2. Nếu như ở phần 1 chúng ta học về các uago, đúng nhỉ, các từ thuần Nhật có hình thức tương tự, chẳng hạn như là Akiru, Akideru, Akirameru, rồi thì tanomoshi, đúng nhỉ, takumashi, vân vân. Thì ở sang phần 2 này chúng ta học về các kango, các gì nhỉ, các từ có nguồn gốc Hán. Và thậm chí là bởi vì có nguồn gốc Hán như vậy cho nên là khi mà dịch sang tiếng Việt ấy, thì nó rất là giống tiếng Việt của chúng ta. Và những cái từ này không chỉ là giống nhau về hình thức mà nó còn giống nhau về ý nghĩa nữa, thậm chí khó hơn rất nhiều so với lại các wago chúng ta học ở bài hôm trước nhá. Do vậy các bạn lưu ý kỹ khi mà chúng ta học về các từ này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào các từ họ mang nghĩa là sửa, đúng nhỉ? Thay đổi này. Đầu tiên đấy là từ kaisei. Kaisei là dạng động từ kaisei suru. Cách sử dụng ghép bởi hai chữ Hán là cải có nghĩa là thay đổi và chính có nghĩa là đúng đắn, chính xác. Thì vì vậy chữ này có nghĩa là sự sửa đổi, thay đổi, cải tiến điểm thiếu sót, khuyết điểm của sự vật để tốt hơn. Thường dùng trong các trường hợp nói về luật pháp, quy định. Các từ thường đi kèm là kyuusoku, quy tắc, yore, điều lệ, seido, chế độ, horitsu, luật, kempo, hiến pháp, debu, câu ví dụ này. Ryugakusei ni kansuru horitsu ga kaisei sareta, là luật liên quan đến du học sinh ấy đã được sửa đổi. Thì đây mọi người thấy là từ đi kèm đây là từ horitsu là luật nhá. Hoặc là kyuusoku, kaisei suru là thay đổi, quy tắc. Từ số 2 là kaikaku. Kaikaku suru là chữ cải và chữ cách. Cách sử dụng ghép bởi hai chữ Hán là chữ cải có nghĩa là thay đổi và cách. Chữ cách này bình thường nó mang nghĩa là gia thú, gia thuộc ấy, đúng nhỉ? Do vậy nó mang nghĩa là làm mới, thay da đổi thịt, cập nhật phương pháp hệ thống. Cái cũ không sai hay là xấu mà cải cách để tốt hơn, làm cho bắt kịp thời đại và là yêu cầu chung mọi người cần phải tuân theo, phạm vi dùng phổ rộng. Đấy, nó là yêu cầu chung cho mọi người cần tuân theo phạm vi dùng phổ rộng nhé. Tiếng Việt mình thì cũng có dùng từ cải cách. Do vậy có một số từ mang tính chất tương tự, đúng nhỉ, dùng tương tự. Ví dụ như là cải cách giáo dục, cải cách hành chính. Đấy, tiếng Việt mình có thì tiếng Nhật cũng có. Các từ đi kèm thường là kyoiku, giáo dục, shūkyō, tôn giáo, xin lỗi, siêu kiều đọc trường âm, tôn giáo này, xê độ chế độ, seiji chính trị, gyosei hành chính, shakai xã hội, ishiki ý thức, soshiki tổ chức. Ví dụ, kaisha no soshiki o kaikaku shite, shai o herashita là cải cách tổ chức của công ty, đúng nhỉ? Cắt giảm nhân sự. Irio system o kaikaku suru, cải cách hệ thống y tế. Từ số 3 là từ kaizen. Kaizen suru, chữ cải và chữ thiện. Nó ghép bởi hai chữ Hán là chữ cải là thay đổi và chữ thiện nghĩa là tốt. Thường để nói về những khái niệm trừu tượng như là điểm xấu của con người hay là hệ thống phương pháp. Mặt khác, trong tiếng Việt cũng có dùng từ cải thiện, nên một số từ ghép dùng tương tự như tiếng Nhật, chẳng hạn như là cải thiện sinh hoạt, cải thiện điều kiện làm việc. Các từ đi kèm thường là seikatsu. Đúng nhỉ, seikatsu là, xin lỗi, seikatsu là đời sống này, chouken là điều kiện, shueki là thu và ích có nghĩa thu nhập, taishitsu là thể chất, taigu là đãi ngộ, yokyo là tình trạng, tình hình. Ví dụ, ichi shoku seikatsu o kaizen suru koto de kenko o torimodoshita là đã lấy lại sức khỏe bằng việc cải thiện chế độ ăn uống. Rodo yoke o kaizen suru hitsuyo ga aru là cải thiện điều kiện lao động. Số 4 là kaidyo. Kaidyo suru là chữ cải và chữ lương. Ghép bởi hai chữ Hán là cải, thay đổi và lương là tốt. Nó không phải là môn nghệ thuật cải lương của chúng ta đâu nhá. Nếu xét về cách cấu tạo như vậy thì có phần giống với lại kaizen, đúng không nhỉ? Bởi vì thiện hay lương thì đều là tốt cả. Thế nhưng cái nét nghĩa của cái từ kaidyo này nó thể hiện ấy là nhấn mạnh sự cải tiến những điểm thiếu sót, khuyết điểm của sự vật để nó tốt hơn, và thường dùng trong trường hợp là đồ vật, kỹ thuật mang đặc trưng vật lý như là cải tiến máy móc, cải tiến đồ gia dụng, đúng nhỉ? Đấy, và thường chúng ta dịch là cải tiến nhá. Mặc dù chữ cải và chữ lương nhưng mà hay dịch là cải tiến. Cái chữ cải với chữ thiện ấy thì dịch là cải thiện, nó đi với những khái niệm mang tính chất hơi trừu tượng. Còn chữ cải với lương thì dịch là cải tiến, nhưng mà đi kèm với những cái mà mang tính chất vật lý. Ví dụ này, kuruma là ô tô, setsubi thiết bị, kikai là máy móc, engine động cơ, gijutsu kỹ thuật, seihin sản phẩm, hinshu là giống. Ví dụ, kono kuruma wa kairyo sarete mae yori shizuka ni natta, ô tô này sau khi được cải tiến ấy, thì chạy êm hơn. Câu số 2 này, Nihon no gesui setsubi wa mada kairyo no yochi ga aru, trang thiết bị dưới nước của Nhật Bản ấy thì vẫn còn nhiều điểm phải cải tiến. Từ số 5 đấy là từ kaizou, cải và chữ tạo, đúng nhỉ? Cách sử dụng này ghép bởi hai chữ Hán là cải, thay đổi và tạo, nghĩa là làm ra, tạo ra, mang nghĩa là làm lại, sửa lại với mục đích để những thứ hoạt động không tốt trở nên tốt hơn, hoặc thay đổi để có thể sử dụng với một hình thức khác với hình thức ban đầu. Tuy vốn dĩ cái từ kaizou ấy, đúng nhỉ, là cái từ cải tạo, nó mang nghĩa tích cực. Thế nhưng mà đôi khi sự việc sau khi cải tạo lại xảy ra theo hướng xấu, khiến thay đổi đấy nó không đem lại kết quả như ban đầu. Khi dùng cái từ kaizou, chữ cải tạo ấy, vì đã là làm lại nên rất khó để đưa sự việc về trạng thái ban đầu. Đây là khác biệt lớn nhất so với lại kaidyo hay là kaizen, là hai hành động chỉ là thêm thắt, bổ sung vào những phần nhỏ, đúng nhỉ? Do vậy có thể đưa sự vật về trạng thái cũ một cách dễ dàng hơn, thì kaizou gần như là rất là khó. Trong tiếng Việt cũng có dùng từ cải tạo nhưng khá hạn chế so với các từ phía trên. Có thể nhắc đến các từ như là cải tạo đường xá, cải tạo nhà hát. Các bạn có thể có một số từ đi kèm với là từ engine, động cơ, jidosha, ô tô, sochi là chữ trang và chữ trí, nó nghĩa là thiết bị, pasoko là máy tính, naikak là nội các. Ví dụ này, engine o kaizou shite mae yori hayaku natta, cải tạo động cơ và xe chạy nhanh hơn trước. Kaizou otobai ni noru no wa yokunai, thật không tốt khi ngồi lên cái xe mô tô độ như thế. Từ số 6 đó là kaichiku. Kaichiku suru là chữ cải và chữ trúc, ghép bởi hai chữ Hán là cải, thay đổi và trúc là xây dựng kiến trúc. Vì vậy nó mang nghĩa là làm lại, sửa lại một phần hoặc toàn bộ các công trình xây dựng, kiến trúc để sử dụng với mục đích khác, đúng nhỉ? Sử dụng với mục đích khác, mục đích vốn dĩ của công trình đó. Chính vì vậy các từ đi kèm thường là những cái mang tính chất liên quan đến xây dựng kiến trúc, ví dụ như là garage, đúng nhỉ, là gara này, tatemono là tòa nhà, đúng nhỉ, nikai là tầng 2, đây không phải là futakai nhé, cái này nó đánh nó ra sai. Nikai là tầng 2, gakko trường học, soko chữ thương và chữ khố là nhà kho, hay là gì nhỉ, hashi cây cầu. Ví dụ ガレージを改築して詳細を作った。Sửa lại gì nhỉ? Sửa lại cái gara. Đây không phải là nhà kho. Sửa lại cái gara ô tô ấy thành phòng sách, đúng không? Chữ thư và chữ trai. Câu số 2. Furuihashi ga kaichiku sarete yume ni natta. Cây cầu cũ được sửa và đã trở nên nổi tiếng. Cây cầu cũ này trước đây có cái ý nghĩa về mặt xã hội, lịch sử gì đó, đúng nhỉ? Hoặc là view ra cái nơi đẹp ấy, và sau khi được sửa ấy thì nó trở nên nổi tiếng hơn, bởi vì là người ta đến đấy nhiều hơn. Tiếp theo là các từ mang nghĩa là sửa chữa. Từ số 7 này, shuri. Shuri là chữ tu và chữ lý. Ghép bởi hai chữ Hán là tu và lý, mang nghĩa là sửa chữa chỗ bị hỏng, chỗ có vấn đề để có thể sử dụng lại được. Dùng chủ yếu cho việc sửa chữa máy móc, đồ điện, đồ nội thất. Và đôi khi là một số cái từ khác, ví dụ chữ sửa giày ấy, người ta cũng dùng cái chữ này nhá. Không hẳn là lúc nào cũng chỉ là máy móc đâu. Các từ đi kèm thường là kikai, máy móc này, Rezoko, tủ lạnh. Nói chung là aircon rồi thì terebi vân vân đi kèm với từ này. Isu là đồ nội thất, đúng nhỉ? Isu rồi bếp độ, tsukue vân vân. Pang cự là gì đây? Pang cự là cái lốp xe nó bị xịt hơi ấy. Có cái cụm từ pang cự shuri là kiểu như vá xăm xe ấy, đúng nhỉ? Kutsu là đôi giày. Ví dụ này, kono toke wa shuri sureba mada tsukaeru. Nếu mà sửa cái đồng hồ này thì vẫn có thể dùng được. Kono kutsu wo shuri suru no ni nima mo kakarimasu ka? Dewa atarashii no wo kaikaeru koto ni shimasu. Mất tận 2 man yên, đây thiếu mất đơn vị đúng nhỉ? En nhá, thiếu en ở đây. Mất tận 2 man yên để sửa cái giày này á, sửa đôi giày này á. Vậy thì tôi mua cái mới còn hơn. Từ tiếp theo đấy là từ shuusei suru, chữ tu và chữ chính. Nó ghép bởi hai chữ Hán là tu và chính. Tu là tu sửa, chính là chính xác. Vì vậy nó mang nghĩa là sửa chữa phần nội dung bị thiếu sót hoặc chưa thực sự thỏa đáng để làm nó tốt hơn, phù hợp hơn phần được sửa chứ hẳn là sai. Chính vì vậy các từ đi kèm thường liên quan đến văn bản nội dung như là shashin ảnh này, nayo nội dung, yoso dự đoán. Ví dụ câu đầu tiên, kikakusho no hiyo wo wakariyasui mono ni shuusei shita, là đã sửa bảng kế hoạch để trở nên dễ hiểu hơn. Sửa bảng nhé. Rireki ni ayamata tokoro ga aru no de shuusei shita. Vì có chỗ sai trong CV nên đã sửa lại. Câu số 9. Từ số 9 là từ TC. TC suru, chữ đính và chữ chính. Ghép bởi hai chữ Hán là đính trong từ hiệu đính, đính chính, và chữ chính trong từ chính xác. Thì nó tương đối là giống như từ shuusei, chữ tu và chữ chính ở phía trên, và cũng hay dùng cho nội dung. Tuy nhiên nếu cái từ shuusei ấy, từ tu với chữ chính của chúng ta ấy, thì phần được sửa chưa hẳn nó sai, mà có thể là nó thiếu, hoặc là nó gì nhỉ, nó chưa trọn vẹn, chưa đầy đủ, chưa phù hợp lắm. Thì với thằng TC ấy, đính chính ấy, thì phần sửa bắt buộc là sai, đúng nhỉ? Đấy, cái phần TC, phần đính chính là phải là sai thì mới đính chính lại. Còn nếu mà không sai thì thiếu thì chỉ là gọi là bổ sung thêm thôi. Hơn nữa, cái từ đính chính thì thường kèm với sự xin lỗi, đúng nhỉ? Oabi. Nó thường đi kèm với sự xin lỗi khi mà sửa xong nhá. Các từ đi kèm với lại thằng TC thường là hatsugen, phát ngôn, kiji, bài viết, goji là chữ sai. Ví dụ này, shiken. Đây lại gõ sai rồi, đây không phải là aidadai, bởi vì gõ là chữ gian cho nên là nó thành aida, đúng nhỉ? Đây phải là mondai. Shiken mondai ni nibu TC ga arimasu. Có đính chính 2 phần trong câu hỏi ở kỳ thi. Ano seijika wa sabetsu hatsugen wo TC shita. Chính trị gia kia ấy đã đính chính cái phát ngôn đầy tính phân biệt của ông ta. Câu số 10. Kyuke, chữ hưu và chữ hạ. Ghép bởi hai chữ. Như vậy là chúng ta đã xong cái họ sửa chữa đính chính, đúng nhỉ? Bây giờ sang họ nghỉ ngơi nhá. Từ đầu tiên là từ kyuke là chữ hưu và chữ hạ. Ghép bởi hai chữ Hán là chữ hưu nghĩa là nghỉ, và chữ hạ, rảnh rỗi nhàn hạ, mang nghĩa là nghỉ phép. Dịch nghĩa tiếng Việt nó là nghỉ phép. Vốn dĩ là cái đấy là cái người khác vẫn làm việc bình thường, thế nhưng mình có thể nghỉ được nếu mình xin, đúng nhỉ? Độ dài của ngày nghỉ từ vài ngày đến vài tuần, thường là nhân dịp lễ, nghỉ để đi du lịch, xả stress hoặc là có cái việc gì đó. Các từ đi kèm thường là thoru, trợ từ ô nhá. Thoru này là xin nghỉ này, sugosu là trải qua này. Đấy, hoặc là tanoshimu là tận hưởng kỳ nghỉ. Ví dụ kyukachu wa Okinawa ni ryoko ni ita, trong thời gian nghỉ phép ấy đã đi du lịch Okinawa. Paris de kyuka o tanoshinde iru, tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ phép tại Paris. Từ số 2 là chữ hưu và chữ tức. Kyuusoku, kyuusoku suru ghép bởi hai chữ Hán là hưu nghỉ và tức hơi thở, mang nghĩa là nghỉ ngơi để thư giãn, để lấy lại sức sau một thời gian làm việc. Thời gian nghỉ thường là ngắn, nhưng cũng có trường hợp cá biệt tương đối dài. Hơn nữa, việc nghỉ này không được quy định bởi pháp luật, mà thường tùy vào hoàn cảnh thực tế lúc đó, hoặc tùy vào quy định của tổ chức. Các từ đi kèm thường là hasamu, sen này, tanoshimu tận hưởng, hoặc là eru là nhận. Kyuusoku hasamu có nghĩa là đang làm ấy thì gì nhỉ? Thì mình nghỉ, chứ không phải nó là chen ngang. Ví dụ bình thường kuchi o hasamu là mình nói sen vào. Thế nhưng mà trong trường hợp này mình chỉ cần dịch là kyuusoku hasamu là gì nhỉ? Đang làm thì chúng ta nghỉ nhá, tương tự với những từ đằng sau. Ví dụ cái này lại bị sai rồi. Nó là kyuusoku. Kyuusoku o torazu ni shigoto o shite ite wa karada o kogashimasu. Không nghỉ ngơi mà cứ làm việc thì sẽ phá hoại cơ thể. Katsudo o chushi shite kyuusoku suru, tạm dừng hoạt động lại để nghỉ ngơi. Từ số 12 kyuugyo suru là chữ hưu và chữ nghiệp. Nó ghép bởi hai chữ Hán là chữ hưu là nghỉ ngơi và nghiệp là nghề nghiệp, sự nghiệp. Vì vậy nó dịch tiếng Việt là có thể dịch là nghỉ làm, nghỉ kinh doanh, đúng nhỉ? Nó mang nghĩa là nghỉ liên quan đến các hoạt động, công việc, nghề nghiệp. Thời gian nghỉ thì tùy thuộc tình hình, có thể dài ngắn khác nhau, không cố định, đúng nhỉ? Có thể là một ngày, vài ngày, vài năm. Các từ đi kèm thường là hairu hoặc là oikomareru, đi với trợ từ ni nhá. Ni hairu là bước vào kỳ nghỉ, hay là ni oikomareru là bị dồn vào cái thế nghỉ, thông thường là nghỉ lâu dài ấy. Ví dụ này, tsugo ni yori honjitsu wa, đấy lại karada gyo ho. Tsugo ni yori honjitsu wa kyugyo sasete itadakimasu. Niyori đây là dạng cứng của niyote, có nghĩa là do có chút việc, đúng là do cái việc của bản thân ấy, cho nên là hôm nay xin phép cho tôi nghỉ làm. Honko shuzenchu kyugyo desu. Honko là trường chúng tôi, đúng nhỉ? Trường chúng tôi ấy thì đang trong thời gian shuzen, đang thời gian sửa chữa, cho nên là tạm nghỉ. Từ số 13 kyuke, các bạn quá quen với từ kyuke rồi đúng nhỉ? Kyuke shio, kyuke shimasho, nó là nghỉ giải lao. Ghép bởi hai chữ Hán là chữ hưu là nghỉ và khế, cũng nghĩa là nghỉ, có thể dịch là nghỉ giải lao trong tiếng Việt, mang nghĩa khá giống cái từ kyuusoku ở phía trên. Đó là nghỉ ngơi để thư giãn, để lấy lại sức sau một thời gian làm việc. Tuy nhiên, điểm khác biệt với cái thằng kyuusoku đấy ấy, là cái thằng kyuke này là nghỉ thời gian ngắn, rất ngắn và được quy định bởi pháp luật, đúng nhỉ? Có cụm từ hay dùng là kyukejikan là thời gian nghỉ giải lao. Các từ đi kèm đấy là hasamu là sen này, đang nghỉ thì, đang làm việc thì nghỉ này, thoru là xin này, ideru là cho vào áp dụng này. Câu ví dụ debu ichi này, 5分 kyuke shite kara mata jugyo o hajimemasu. Sau khi nghỉ giải lao 5 phút ấy, thì sẽ lại bắt đầu giờ học. Osaki ni kyuke sasete itadakimasu là xin phép cho tôi nghỉ giải lao trước. Từ cuối cùng trong họ nghỉ đó là từ kyuyo suru, chữ hưu và chữ dưỡng. Ghép bởi hai chữ Hán là hưu nghỉ và dưỡng là tĩnh dưỡng, dưỡng sức. Do vậy nó mang nghĩa là nghỉ dưỡng, là nghỉ làm để hồi phục lại sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần, và thời gian nghỉ thì thường dài. Các từ đi kèm thường là hasamu, ataeru và susumeru. Ví dụ onsen de jugyo, xin lỗi, jubun kyuyo toru koto ga dekita, là tôi đã xin được kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn ở suối nước nóng. Anata ni wa kyuyo ga hitsuyo desu yo, cậu cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi đấy. Tiếp theo sang họ từ mang nghĩa là đánh giá. Từ đầu tiên đấy là từ hyoka suru, ghép bởi chữ bình và chữ giá. Vì vậy có thể dịch là bình phẩm, đúng nhỉ? Bình phẩm, giá trị, đánh giá. Nó là ý kiến mang tính cá nhân, bình luận về một điều gì đó. Nó thường sử dụng với mức đánh giá cao thấp. Đấy, cái từ hyoka sẽ đi với lại takai hay hikui, đánh giá cao thấp này, thường được sử dụng dưới dạng động từ thái bị động. Các từ đi kèm thường là sakuhin, tác phẩm, kết quả, seto, học sinh, học trò. Ví dụ, sono eiga wa kaigai demo hyoka sarete iru. Bộ phim đấy ấy, đúng nhỉ? Bộ phim đấy thì được đánh giá ở nước ngoài, đang được đánh giá rất là cao, ngay ở nước ngoài cũng được đánh giá như vậy, không chỉ ở trong nước. Với bộ phim Ký Sinh Trùng ấy, đúng nhỉ? Không chỉ có trong Hàn Quốc, đúng không? Mà được đánh giá rất là cao ở nước ngoài. Câu số 2 ni này, wareware wa kare no kinbensha o takaku hyoka suru. Chúng tôi đánh giá cao cái sự chăm chỉ của anh ta. Câu đầu tiên dùng thái bị động, câu số 2 đi kèm với chữ takai là cao. Thế nhưng mà bởi vì đây là động từ, đây là tính từ, do vậy phải biến về dạng phó từ là takaku. Từ số 16 là từ hyouban, chữ bình và chữ phán. Nó ghép bởi chữ bình và chữ phán, mang nghĩa là phản hồi, danh tiếng, bình phẩm, là sự đánh giá của những người trải nghiệm về sự vật, sự việc nào đó. Ngoài ra cũng có thể hiểu với nghĩa có tiếng là. Khác với từ hyoka. Từ hyoka chúng ta biết là đi với lại takai hay hikui, thì thằng hyoban này không đi với takai hikui mà đi với lại i và wari, tức là nó là mức đánh giá tốt xấu. Và đặc biệt nó chỉ dùng dạng danh từ, không có dạng động từ nhá. Chỉ dùng dạng danh từ, không có dạng động từ. Các từ đi kèm thường là i, wari, tatsu được đưa ra này, ochiru bị giảm sút, bị sa sút. Ví dụ ichi này, sono restaurant wa ima hyoban no mise datta. Nhà hàng này là một nhà hàng có tiếng, nhà hàng nổi tiếng. Karera no seihi wa chikagoro hyoban gai. Gần đây sản phẩm của họ được đánh giá tốt. Từ tiếp theo, từ hyoron, chữ bình và chữ luận. Nó ghép bởi chữ bình và chữ luận, mang nghĩa giống như hai chữ Hán ghép lại là bình luận, bình phẩm, và thường nói đến các bài viết, các tác phẩm nghệ thuật. Từ này chỉ dùng dạng danh từ, không có dạng động từ. Các từ đi kèm thường là ca cự viết này, yo mữ đọc, kuwairu là thêm bổ sung. Ví dụ, nihon no kyoiku mondai. Nihon no kyoiku mondai nitsuite no hiero yonda. Tôi đã đọc bài bình luận về vấn đề giáo dục ở Nhật Bản. Từ số 18 là từ hihan, chữ phê và chữ phán. Ghép bởi chữ phê và chữ phán, nghĩa giống như hai chữ cấu thành là sự mỉa mai, phê phán, đả kích cái xấu hoặc chỉ trích đối tượng gây ra kết quả xấu. Có thể dùng dạng động từ. Các từ đi kèm thường là se phụ chính phủ, kangae suy nghĩ hoặc là thái độ. Ví dụ, Yamadashi wa seifu no seisaku o hihan shite iru. Ông Yamada ấy, ông ấy đang phê phán những chính sách của chính phủ. Kono koi wa hihan sareta. Hành vi này thì đã bị phê phán. Thông thường là phê phán cái xấu nhá. Hiyo, chữ cuối cùng trong họ đánh giá, bình phẩm. Đây là từ hiyo, chữ phê và chữ bình. Nó ghép bởi chữ phê và chữ bình, mang nghĩa là phê bình, là việc chỉ ra điểm xấu, điểm yếu, điểm cần hoàn thiện của đối tượng. Chủ yếu là các đối tượng mang tính sáng tạo, nghệ thuật, như là tác phẩm này, sách này hoặc là phim, để họ sửa đổi. Có thể dùng dạng động từ. Các từ đi kèm thường là sakuhin, tác phẩm, hôn, sách, enga, phim. Ví dụ, kare no shousetsu nitsuite no hiyo ga zashi ni dete ita. Đấy là cái gì nhỉ? Cái bài phê bình về cái tiểu thuyết của anh ta ấy đã xuất hiện trên tạp chí. Sensei no kibishi hiyo ni yote watashi ga shinpo ni nata. Nhờ vào lời phê bình nghiêm khắc của thầy giáo mà tôi đã trở nên tiến bộ. Tiếp theo, sau khi xong họ phê phán, phê bình, bình phẩm, chúng ta sang họ thích hợp. Từ đầu tiên của họ thích hợp đấy là từ tekito. Nó ghép bởi chữ thích và chữ đương, nghĩa là phù hợp với mục đích, điều kiện nào đó. Có thể nói là có phạm vi sử dụng rộng rãi nhất trong số các từ mang nghĩa là thích hợp, và có thể dùng với việc một người nào đó là thích, là phù hợp. Chẳng hạn như là Tanaka-san ga tekito da, đúng nhỉ? Một nghĩa khác của từ này là tùy tiện, tùy ý, thường dùng với nghĩa tiêu cực, không suy nghĩ thấu đáo mà làm dựa vào cảm tính cá nhân. Thì trong trường hợp này nó đồng nghĩa với từ ikagen. Ikagen nhá. Đấy. Tính từ bên A đồng nhỉ, hoặc cũng khá giống cái từ musekinin, vô trách nhiệm. Musekinin. Như vậy có hai nghĩa, một là nghĩa tốt, nghĩa là phù hợp, hai là nghĩa xấu, nghĩa là gì đấy? Tùy tiện, tùy ý, cầu thả. Các từ đi kèm thường là IT đối tác, jiki thời kỳ, iwake lý do bao biện. Ví dụ này, câu đầu tiên, yasai o tekito na ogisa ni kite kudasai, hãy cắt rau với độ lớn phù hợp, độ lớn thích hợp. Zehi tekito na hito erabitai, tôi thực sự muốn chọn được người phù hợp. Tanaka-san wa tekito na hito nanode shinjirarenai, nếu như đằng trước, nếu như câu 2 là người phù hợp thì trong trường hợp này ấy, đây là người tùy tiện. Vì Tanaka là người rất tùy tiện nên không thể tin tưởng hắn được. Câu 21, tekisetsu. Từ số 21, tekisetsu là chữ thích và chữ thiết. Nó ghép bởi chữ thích và chữ thiết, nghĩa là phù hợp với mục đích hoàn cảnh nào đó. Về cơ bản thì nét nghĩa nó tương tự như cái từ tekito ở phía trên. Tuy nhiên cái từ tekisetsu này ấy, thì mang sắc thái phù hợp cao hơn, đúng nhỉ? Nếu như cái từ tekito ấy nó là yoku, đúng nhỉ? Umaku atehamaru. Atehamaru là thích hợp nhá, thì nó là umaku, nó là yoku thôi, thì cái thằng này là pitari. Đấy. Và thông thường nó đi kèm với các từ chỉ, nó ít đi kèm với các từ chỉ người. Ví dụ ít khi người ta nói là Tanaka san ga tekisetsu, mà người ta sẽ đi kèm với lại các từ chỉ biện pháp, đối sách, phương pháp, và nó thể hiện kết quả của hành động. Ví dụ các từ đi kèm là taio này, đối ứng này, handan phán đoán, advice là lời khuyên. Rebun câu 1, gakusei ni tekisetsu na shido o okonatte kudasai, hãy thực hiện những cái chỉ đạo thích hợp đối với học sinh. Kare no teao wa tsune ni tekisetsu da, những đề xuất của anh ấy luôn luôn hợp lý, đúng nhỉ? Rất hợp lý. Từ tiếp theo đấy là từ tekido, chữ thích và chữ độ. Nó ghép bởi chữ thích và chữ độ, mang nghĩa là phù hợp, thích hợp, vừa phải về những thứ thường là có thể định lượng được nhá. Mức độ, các từ đi kèm thường là arukoru, đúng nhỉ? Cồn này, amasa độ ngọt này, kincho sự căng thẳng. Câu đầu tiên, tekido na undo ga daeto ni kakasemasen, vận động điều độ ấy, thì không thể thiếu trong ăn kiêng. Kare wa osake ni tsuyoi ga itsumo tekido ni nondeiru, anh ấy uống rượu tốt nhưng luôn chỉ uống vừa phải, đúng nhỉ? Cái việc uống vừa phải này nó sẽ có mức, ví dụ 1 chén, 2 chén, vận động điều độ này, vận động bài tập nào, đúng không? Bao nhiêu lâu? Nó thường là những cái có tính gì nhỉ? Định lượng nhá. Tiếp theo tekio, chữ thích và chữ ứng, thì cái từ này thì nó mang nghĩa khác ba cái từ phía trên rồi. Nó nghĩa là thay đổi, đúng nhỉ? Làm thay đổi để phù hợp, tồn tại được với môi trường. Có thể dùng cho cả sinh vật lẫn người, và có thể dùng dạng động từ. Tekio suru, nó là dạng động từ, nó không phải là tính từ đuôi na như mấy thằng trên. Các từ đi kèm thường là kankyo, hoàn cảnh, môi trường này, jokyo, tình huống, henka là sự thay đổi. Ví dụ shigoto no nayo ga kawata ga sugu tayo dekita, nội dung công việc đã thay đổi nhưng ngay lập tức thích ứng được. Câu 2, watashi wa kankyo no henka ni tekio shiyasui, tôi dễ dàng thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Tiếp theo sang họ, có hiệu quả, có lợi. Từ đầu tiên 24, yuko. Yuko là từ hữu và chữ hiệu, ghép bởi chữ hữu và chữ hiệu nên có thể dịch là hữu hiệu, có hiệu quả, để chỉ việc sử dụng một phương pháp, đối sách đem lại tác dụng tốt, có thể giải quyết được vấn đề. Có một cụm từ cố định cần nhớ, đấy là từ yuko kigen, dịch ra là thời hạn có hiệu lực. Các từ thường đi kèm là shudan phương pháp, hoho phương pháp, tai sắc cự biện pháp, đối sách. Ví dụ đầu tiên câu 1, kono byoki ni yuko na chiryo yaku wa madanai, căn bệnh này, đúng nhỉ? Hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị hiệu quả. Watashi no visa no yuko kigen ga kireta, thời hạn có hiệu lực visa của tôi đã hết. Từ số 25, đấy là từ yuno, chữ hữu và chữ năng, ghép bởi chữ hữu và chữ năng nên có dịch là có khả năng, có năng lực. Sử dụng để nói đến năng lực có thể làm được điều gì đó, việc gì đó. Do vậy thường kết hợp với các danh từ chỉ người như là bư cà cấp dưới này, seijika là chính trị gia, jinzai là nhân tài, nhân lực. Rebun ví dụ câu 1, wagasha ni wa yuno na shain ga ozeiru, công ty chúng tôi có rất là nhiều nhân viên có năng lực. Câu số 2, kare wa yuno na hito, kare wa yuno na hito da, Donna fukuzatsu na shigoto demo dekiru. Anh ta là người có năng lực. Dù là công việc phức tạp như thế nào cũng có thể làm được. Từ tiếp theo, từ số 26 là từ yuri, chữ hữu và chữ lợi. Nó ghép bởi chữ hữu và chữ lợi, nó mang nghĩa là có lợi, có ích, chỉ những điều tốt hơn những cái khác, có khả năng đem lại cho chủ thể điều tốt hơn. Và thông thường ấy, nó sẽ mang tính toán sắp đặt ở trong đấy, từ đi kèm với yoken, điều kiện này, điều kiện có lợi, tachiba lập trường, vị trí có lợi, shoko chứng cứ có lợi. Ví dụ, saki ni te o totte shiai o yuri ni susumetai. Tôi muốn lấy điểm trước và tiếp tục có lợi thế trong trận đấu. Dochira no yoken ga yuri ka kare wa atama no naka de subayaku keisan shita. Anh ta nhanh chóng tính toán trong đầu xem điều kiện nào thì có lợi cho anh ta hơn. Từ số 27 là từ yubo, chữ hữu và chữ vọng, có thể dịch là có triển vọng, dùng khi muốn đánh giá tốt sự việc người nào đó, thể hiện ý là trong tương lai có thể tiến xa, đạt được kết quả tốt hơn. Hay đi kèm với các từ chỉ người hoặc một yếu tố hứa hẹn như là shinjin, người mới này, kenkyusha là nhà nghiên cứu, shijo là thị trường. Thì có thể là lúc này họ chưa có cái năng lực tốt hẳn, thế nhưng mà trong tương lai thì họ có thể phát huy cái điều đấy. Tiếp theo, phần ví dụ nhé. Kanojo wa yushou de shourai yubo na shain datta. Cô ấy, đúng nhỉ, là một nhân viên ưu tú và rất là có triển vọng trong tương lai. Câu 2, kare wa yubo na shigoto ni tsuite iru. Anh ta tìm được một công việc rất là hứa hẹn, rất là có triển vọng, rất là có tương lai. Từ cuối cùng của chúng ta đấy là từ yuryoku, chữ hữu của chữ lực, có thể dịch là có quyền lực, có tác dụng mạnh, có ảnh hưởng mạnh, dùng khi chỉ sự tác động đến sự việc hay con người, có thể khiến sự việc người khác bị chuyển đổi theo, bị biến đổi theo. Thường đi với các từ như là te gakkari, manh mối gợi ý này, xét sự giả thuyết học thuyết, seijika chính trị gia. Ví dụ câu 1, kare wa tsugi no shachou no yuryoku no kohoda. Anh ấy là ứng cử viên có sức ảnh hưởng mạnh cho chức giám đốc tiếp theo. Câu 2, Tonyobyo no yuryoku na chiryo yaku wa dondon tsukarareru là gì nhỉ? Cái này bị sai nhá, không phải là tsukarareru mà phải là tsukagareru chứ. Thuốc có tác dụng mạnh trong điều trị bệnh tiểu đường ấy đang nhanh chóng được sử dụng rộng rãi. Đấy là cái phần nội dung bài này của chúng ta. Bài này tương đối là khó. Cái việc phân biệt những cái từ này đối với người Nhật cũng nhiều khi rất là khó, chứ không phải là chỉ của chúng ta. Chủ yếu là các bạn sẽ dựa vào những cái từ nào đi kèm với cái sắc thái nghĩa mà từ đấy biểu đạt để các bạn làm bài tập. Trong giáo trình thì nó cũng có một số bài phân biệt tương đối là khó. Các bạn cứ xem kỹ video nhé, và đọc giáo trình xem là cái cách thức chúng ta phân biệt nó như thế nào để chúng ta rút ra được cái cách sử dụng chính xác cho bài đấy. Bài học của chúng ta đến là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.